chào mọi người nha. Hôm nay buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ đi vô rừng mọi người. Mình sẽ đi vô rừng tràm nè. Mình sẽ đi tìm rau rừng nha mọi người. Mình sẽ đi tìm cây rau bù ngót ở mọc ở trong rừng. Đi hồi nãy giờ thì cũng đã được cả tiếng đồng hồ rồi mọi người. Thì mình đi vô đây mình tìm măng với lại rau ngót á. Rau ngót ở quê mình nó mọc hoang dại nhiều lắm mọi người. Nên hôm nay phải vô mình sẵn tiện mình đi công việc đó. Cho nên mình sẽ đi mình quay cho mọi người xem cái rau ngót rừng của mọi người. Quay cho mọi người xem. Đây là cây rau ngót rừng nè mọi người. Thì thế là mình bẻ nó về. Ở trong rừng nhưng mà mình còn phải chừa lại nha mọi người. Chứ mình bẻ tiệt nó thì làm sao mình đi là không có còn nữa. Mình đi mình tìm những cái rau rừng này. Tìm măng nè. Mình về cũng được một bữa ăn đó mọi người. Nhưng mà đặc biệt là cái rau này nó không có thuốc men gì, rất là tốt cho mọi người, mà ăn thì rất là thơm ngon. Ở phía xa kia mọi người thấy không, có hai cây rất là tốt luôn. Quay cho mọi người xem nào. Trời ơi mọi người nhìn này, thấy chưa, rau ngót rồi mọi người. Nhưng mà này hơi già nha mọi người, để đại đi ha, hơi già nha mọi người, cũng chưa đến nỗi. Ở ngoài chợ nó bán toàn lá dày với làm gì mà được cái lá này đúng không? Lá là ngoài chợ là non lắm rồi. Nhưng mà mình đi rừng mình bẻ nên mình để lại, nhưng mà mình không có ăn lá này, mình ăn lá non thì lá non sẽ non hơn. Trong cái rừng tràm này
chịu khó mình đi chừng tiếng đồng hồ thôi là rất là nhiều luôn mọi người. Thì nãy giờ thì đi cũng được cả tiếng rồi đó mọi người nha. Mọi người nhìn này, cũng được nhiều rồi. Bây giờ chắc mình về quá mọi người ơi. Đây có bao nữa mọi người thấy không? Mình đựng một bao rồi. Phía dưới này có măng nữa nha mọi người. Mọi người thấy măng không? Măng đó, măng ở dưới đó. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình hái thêm một ít nữa nha mọi người. Mọi người nhìn nó mọc này. Nó mọc đầy luôn. Rất là non, non xanh. Rau này ăn ngon lắm mọi người. Nếu như mọi người mà ai đã từng ăn cái rau bùi ngót này, rau ngót rừng á, thì chắc mọi người biết được cái mùi vị của nó rất là thơm ngon. Nó không giống rau ngoài chợ đâu mọi người, mình khẳng định luôn, không giống. Đây, mọi người thấy không, nó mọc nè. Có cả quả nè mọi người, mọi người thấy quả nó không? Lấy quả ăn cho mọi người xem. Mọi người thấy không? Rất là non xanh. Bây giờ mình đẩy ăn cho mọi người. Xong mình chừa cái đọt này lại, lần sau mình bẻ tiếp cho mọi người. Mình bứt kia cho mình điềm mình bẻ chết đi. Để thử ăn cái cây này. Nó ăn thế này thì sao không hết cái cây. Cái dưới kia là suối nha mọi người. Dưới đó có một cái thác suối nha. Mọi người không thấy nè. Dưới đây là cái suối nha mọi người. Lát này mình sẽ qua cho mọi người xem nha. Đây, trên đầu mình đây đang là cái cây mây nha mọi người. Đây là mây rừng nha mọi người. Ở trên núi á. Thì đây là cái mây này người ta đem cái bức về người ta làm võng, làm ghế rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình đang chui qua cái lỗ này mọi người, rất là hẹp luôn. Đang chui qua để mà tại vì chỗ này nó rậm rạp quá mọi người. Đây chính là cái bịch rau của mình. Rau đây rất là rậm rạp, mình phải mang theo đó mọi người. Mình cứ từ từ qua cái lỗ đó mọi người. Để quay cho mọi người xem cái rừng tre mà mọi người thấy chưa, cái tre đang rừng mình xem có măng không nha mọi người. Lần này không có mọi người, có nhưng mà ai nó bẻ rồi, ta cũng đi tìm măng á. Bẻ măng này rất là rộng luôn, rất là vướng víu luôn mọi người. Lâu lâu mình mới đi một bữa nha, thì sao không được. Ôi à, đây mọi người, bây giờ mình sẽ đi xuống cái đường này nha mọi người. Đây là cái đường bây giờ mình sẽ đi xuống. Mình đội cái nón lá này cho nên nó không được. Mình sẽ quay cho mọi người xem một cái nấm gì rất là to nha mọi người. Cái nấm đây là lùm tre nè mọi người. Phía dưới có một cái cây có cái nấm rất là to, mọi người thấy không? Đây nè, đây nè, cái nấm này chẳng biết cái nấm gì mà to lắm mọi người. Mọi người thấy nấm này to không? Đây là cái nấm gì đây? Nhưng mà xuống mình quay cho nó rõ hơn nha mọi người. Mình sợ ong lắm mọi người ơi. Đi máy này dễ gặp ong. Nó cắn là sưng mặt. Đây là nấm gì đây mọi người? Các anh chị lâu biết về nấm. Đây, các anh chị biết về nấm thì cho mình hỏi đây là nấm gì nha. Mình không có chuyên về, mình không có biết á, cho mình không dám đụng luôn mọi người. Đây nè,
rất là to luôn mọi người ơi. Bên trong kia nè, bên trong kia còn hai cái nữa nè, nó mọc chồng lên nhau luôn. Cái này to nè mọi người, nè to như cái bàn tay mình luôn nè, thấy chưa, rất là to luôn cái nấm nè. Thôi bây giờ mình quay ra nha mọi người, mọi người thấy nó rậm rạp không, mình thấy nè, rất là rậm luôn. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi mọi người, tầm 12 giờ trưa rồi đó. Mình đi từ lúc lúc đó mình cũng không biết mấy giờ, nhưng mà đi khoảng 2 tiếng rồi đó mọi người, 2 tiếng mấy rồi. Đây bây giờ mình xuống một cái suối nha mọi người, đây là mình xuống một cái suối đã khô rồi nè. Mình quay cho mọi người xem một cái, xem cái cây rau bùn ngót nha mọi người. Đây là cây rau rau ngót rừng đây, rau ngót ở trên rừng nè mọi người, nhìn nè, đây nè, thấy không, đây nè. Rất là tươi tốt luôn nè, mọi người thấy nó lên rất là nhiều cái đọt nè mọi người nè, quá chừng nè mọi người thấy không nè, quá trời đó đất luôn nè. Ở rừng ở quê mình nó mọc rau ngót rất là nhiều. Mệt quá mọi người, quá trời. Đây, đây là cái bao mà mình đựng rau với lại măng này. Măng thì ít lắm mọi người ơi, tại vì chỗ này nó ít tre, lại người ta họ đi nhổ nhiều lắm, người ta đi bẻ măng nó nhiều lắm. Cái đây cũng không có măng, chủ yếu là mình đi hái rau thôi. Ở đây có cây rau nè mọi người, rồi đây rau ngót nhiều thật cái chứ, để luôn đây, vì ăn hết thì cho hàng xóm á mọi người, không hết thì cho hàng xóm. Mọi người nhìn ở đây có một cái vũng nước nè mọi người, trời nó khô quá, hàng quá mà suối này nó cạn luôn. Coi mấy cái đầm tràn này có, nhưng mà có măng không? Có nhưng mà người ta cũng bẻ luôn, có mấy một nhỏ nhỏ nữa mọi người, người thấy không? Để bỏ ra luôn. Người ta họ mới bẻ luôn, mới bẻ cái rộp luôn mọi người, cái giáo cũng mới tinh luôn nè. Mọi người thấy nhầm nghe nè, đây là những măng non mọi người, nó chưa tới cái độ mà để mà bẻ, mới vừa bẻ thất thì luôn nè, cái giáo nó còn mới rợi luôn. Rồi bây giờ thì chắc là cũng về thôi mọi người ơi. Đây là cái khung cảnh mà ngay chỗ cái khu mà mình đi bẻ rau mọi người, có núi có nước. Trời rất là xanh luôn mọi người. Mọi người nhìn nè mọi người ơi, đây là cây ổi rừng nè mọi người. Đây, mọi người thấy cái ổi rừng này không? Nè, mọi người ổi mọc từ thiên nhiên nè mọi người. Trái rất là ngon nè mọi người. Để mình hái trái về chấm muối ớt ăn nè mọi người. Mọi người nhìn nè. Đây. Nè. Hôm nay đi thì đặc biệt nó đang chín nè mọi người, nó chín rụng quá trời đất nè, thì mình bỏ ở đây nè mọi người. Đây là cây rau ngót nè mọi người, mình đi mình gặp mà rau mình hái rau luôn,
Ở trong này là có rau với măng đó mọi người. Măng. Mọi người xem nè. Bên đây mình này, đây có trái rất là ngon mọi người. Mọi người nhìn đây. Mọi người thấy không? Đây nè. Đây. Mọi người thấy nó chín không? Đây là bự lắm. Nhìn nó to lắm mọi người. Ủa này chấm muối ăn cũng ngon lắm mọi người, thấy giòn. Nhưng mà hột nó nhiều. Tại vì ở này là ở rừng đó mọi người. Mọi người thấy nó rụng đầy đất không? Rất là tiếc luôn á. Mọi người trời nắng quá mọi người. Giờ là đang buổi trưa mọi người. Rất là nắng, thôi mình cũng tranh thủ mình về nha. Nè, trái quá chừng mọi người, ở rừng đây. Mọi người thấy không? Trái chùm này. Chùm chùm luôn. Nãy giờ thì mình đi cũng gần tới nhà rồi mọi người. Mới tới cái cánh đồng ở gần nhà mình thôi. Thì cũng quay cho mọi người xem nè. Lúa rất là, bữa nay lúa lên xanh bát ngát luôn mọi người. Mọi người thấy ruộng ở quê mình không? Toàn là ruộng bậc thang không? Đây chính là ruộng ở quê mình đây mọi người. Mới ngày nào mình quay cho mọi người xem gặt lúa thì nay lúa đã lên được gang tay rồi mọi người. Vậy bây giờ trời nắng quá mọi người ơi, mình về tới nhà mình sẽ quay lại cho cái thành quả ngày hôm nay nha mọi người. Đi 2 tiếng đồng hồ á, mình về tới nhà mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Mình đã mới vừa về tới nhà luôn mọi người. Bây giờ quay cho mọi người xem cái mình đi lấy rau hôm nay nha. Mình đựng một bao nè mọi người. Rất là nhiều luôn. Sẽ bỏ ra cái rổ này. Măng rừng thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó không quá to mọi người ơi. Đây. Được một cái măng nè. Ở bên này mình để riêng ra nha, khỏi dính lông. Để chung với rau. Đây là cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.
Xin mọi người lướt qua để lại cho mình một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn ạ.